Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, ngày nay rất nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương và đọc văn khấn gia tiên hàng ngày. Bởi theo quan điểm, mỗi nén hương được thắp lên là một lần được bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đến bậc tiền nhân. Đồng thời chăm lo hương khói mỗi ngày còn giúp chốn thờ tự ấm áp và linh thiêng hơn. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách thắp hương và khấn vái tổ tiên, gia linh đúng chuẩn phong thủy là như thế nào. Sau đây, Phú Quý Tài Lộc xin chia sẻ đến quý vị cách dâng hương gia tiên ngày thường để việc cúng bái được hiệu quả, ông bà phù hộ. Thứ nhất, thắp hương trên bàn thờ mang ý nghĩa như thế nào? Nén hương đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam như một nét đẹp truyền thống gần gũi và thiêng liêng. Dù không mê tín dị đoan, trong tâm thức mọi người châu Á đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như một nhịp cầu vô hình kết nối hai thế giới hữu hình và vô hình với nhau. Tuy nhiên về mặt tâm linh, có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về ý nghĩa dâng hương theo truyền thống của ông bà. Và những ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, các dịp dỗ, Tết, hầu hết các gia đình Việt Nam đều thắp hương lên bàn thờ cúng Phật, gia tiên hoặc đến đền, chùa, cầu mong gia đạo yên vui, mạnh khỏe, may mắn. Đây hoàn toàn không phải là hành động mê tín dị đoan, mà là một nét đẹp văn hóa, góp phần bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài ra, những dịp lễ quan trọng như là cưới hỏi, cúng mụ ngày đầy tháng, thôi nôi, đồng thổ, nhập trạch hay an táng, cải cát đều phải thắp hương. Nén hương được thắp lên gửi gắm nhiều thông điệp của trần gian đối với đất trời, tổ tiên, ông bà của mình. Nó cũng làm gia đình ấm áp, lòng người được thanh thản hơn. Thông thường, người ta thắp hương là để khẩn thiết cúi đầu, mong tấm lòng thành kính của mình sẽ quyển theo làn khói thơm, hướng về cõi thiêng liêng hoặc xông lên tận ngai vàng của trời Phật. Khi thắp hương, khói hương bay lên giống như làn sóng điện tử truyền vào không gian. Lời khấn cầu của người thắp hương hòa vào làn khói hương truyền đến người nghe lời cầu. Trời Phật sẽ cảm nhận được ước nguyện của người cầu. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, việc thắp hương không còn chỉ diễn ra vào những ngày giỗ chạp hay lễ Tết, mà kể cả vào những ngày bình thường, thắp hương cũng dần trở thành thói quen hàng ngày của rất nhiều gia đình. Việc thắp hương khiến cho không gian của ngôi nhà trở nên ấm áp và yên bình và thanh tịnh hơn. Tâm hồn và tinh thần của gia chủ cũng an lạc và tĩnh tâm hơn. Theo phong thủy, thắp hương hàng ngày có thể đẩy lùi các loại âm khí để thu hút dương khí vào nhà. Nó mang lại bình an, may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Thứ hai, nên thắp mấy nén hương. Việc thắp hương như thế nào cho đúng, phù hợp với văn hóa và phong tục Việt Nam là điều cần biết đối với mọi người. Nó cũng thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi người. Thực tế cho thấy người Việt Nam ta khi thắp hương thường chọn số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 hoặc có thể người ta cũng đốt cả nắm hương chứ không thắp hương theo số chẵn 2, 4, 6, 8. Theo lý giải của phong thủy thì số lẻ 1, 3, 5 mang nhiều ý nghĩa may mắn vì số lẻ là số dương, may mắn và số chẵn là số âm, xui xẻo. Một nén hương. Với việc thờ cúng thần linh trong nhà, thắp một nén hương được gọi là bình an hương. Theo đó, nếu muốn cầu người nhà bình an, mọi việc thuận lợi, thì gia chủ có thể thắp một nén hương mỗi buổi sáng tối trong một ngày là đủ. Khi đến chùa chiền, chúng ta cũng chỉ cần thắp một nén nhang là đủ. Nén nhang đó được gọi là tâm hương. Tuy chỉ một nén, nhưng nén tâm hương lại bao gồm ý nghĩa năm sắc hương. Giới hương, tự nhắc nhở mình hướng thiện để tâm luôn trong sáng. Đỉnh hương, giữ cho lòng yên ổn, không bị cái xấu. Tuệ hương, làm cho trí não luôn sáng suốt để thu nhận được những điều tốt đẹp, thiện lương. Chi kiến hương, giúp ta vững tin phát triển năng lực trí tuệ. Giải thoát hương, giúp ta buông xả mọi ưu phiền cũng như những ham muốn tội lỗi và một phần phòng tránh hỏa hoạn hay ô nhiễm. Ba nén hương. Cách thắp hương này thể hiện ý nghĩa là tâm nhang, lòng thành, giới nhang,
theo lời răn dạy của Phật Thánh Tổ Đường và định nhang, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Theo đạo Phật, cách thắp ba nén hương này gọi là Tam Bảo Hương. Tam Bảo chính là Phật, Pháp và Tăng. Ngoài ra, cách thắp này còn mang ý nghĩa khác bao gồm Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Tam Thời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tam Vô Lậu Học là giới, định, tuệ. Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có ba đỉnh hương to. Trong phong thủy thì số 3 là tượng trưng của tam giới, thiên, trời, địa, đất, nhân, người. Vì vậy khi làm những việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp ba nén hương lên bàn thờ và khấn Hoàng Thiên tức là trời, Hầu Thổ tức là đất, những chiến sĩ trận vong, cô hồn, là nhân, phù hộ độ trì. Theo đạo giáo, ba nén hương này gọi là Tam Thanh Hương, trong đó Tam Thanh là Ngọc Thanh, là Thiên Tôn Nguyên Thủy, Thượng Thanh là Thiên Tôn Linh Bảo và Thái Thanh, Thiên Tôn Đạo Đức. Trong ba nén hương này, nén ở giữa là hương chủ, gọi là hương giáo chủ. Nén bên trái là hương thanh long, còn nén bên tay phải là hương bạch hổ. Mục đích của việc thắp ba nén hương này là linh ứng báo tin, bảo vệ người trong nhà và xua đuổi mọi tai ương. Năm nén hương. Thắp năm nén hương có ý nghĩa là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Theo phong thủy thì ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường có hai cách để cắm năm nén hương vào bát hương trên bàn thờ. Cách cắm thứ nhất, sắp xếp theo năm phương, ở giữa là hương giáo chủ, trái là hương thay long, phải là hương bạch hổ. Phía trước là hương chu tước, phía sau là hương huyền vũ. Cách cắm thứ hai, sắp xếp theo hình duy nhất, theo chiều ngang với nén hương thứ nhất là hương thay long, thứ hai là bạch hổ, thứ ba là quan khẩu, thứ tư là hộ pháp và thứ năm là báo mã. Thông thường cách thắp năm nén hương này là do các thầy pháp tiến hành để dự báo hung cát cho người khác hoặc mời gọi thần linh. Bảy nén hương. Con số 7 này tượng trưng cho bắt đầu thất đinh hương với tên gọi lần lượt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quang. Cách thắp 7 nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh, thiên tướng. Nếu không đến mức độ bất đắc dĩ thì không nên dùng cách thắp hương này. 9 nén hương được gọi là cửu cổ liên hoàn hương, được bày theo 3 hàng và 3 cột, trên 10 Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới 10 Thập Điện Diêm Vương. Đây được coi là tín hiệu dùng để cầu cứu. Trong trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp nào của con người thì mới sử dụng. Hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ, cứu nạn. Và để lời cầu nguyện gửi gắm của mình có tác dụng linh ứng nhất, chúng ta cần lưu ý những điều sau đây trong việc thắp hương. Cắm nhang phải thẳng, không được nghiêng ngả, biểu thị lòng thành không vững vàng. Không nên tự ý rút cây nhang đã cắm, chỉ được thắp cây mới vào. Lúc thắp nhang cần thành tâm cầu khấn, không qua loa lấy lệ. Phải xem phong tục thắp nhang là hoạt động tín ngưỡng quan trọng để tin tưởng. Thông thường các gia đình sẽ dành nơi trang trọng tôn nghiêm để bày biện ban thờ, có thể là phòng thờ riêng hoặc bàn thờ đặt ngay tại phòng khách. Theo quan điểm phong thủy, ngoài hướng đặt ban thờ, vị trí thì nguyên tắc đặt bát hương cũng là điều rất cần lưu ý. Bát hương là nơi giáng ngự của thánh thần, chư Phật, gia tiên nên cần hết sức cẩn trọng. Bốc bát hương phải nhờ nhà sư, vì họ có tâm thiện mới đủ thân tịnh, niệm chú để bốc bát hương cho gia đình. Khi đọc thì cắm giữ thọ để có thể để hương vòng ở trên, đặt ở chính giữa thì tốt, thắp hương linh khí. Bát hương phải được đặt cố định, không được dịch chuyển. Trong trường hợp dọn rửa bát hương 23 tháng chạp, ngày đẹp được phép nhờ người xem ngày, thì dùng nước muối, rượu gừng hoặc nước ngâm hoa hồng. Sau khi rửa xong phải xông khô, nên bằng chậm hương, nước rửa vẩy ra sân nhà để lấy vận may. Khi hóa chân hương không được làm tùy tiện mà cần có quy trình đảm bảo trang trọng. Trước tiên gia chủ cần dọn bớt chân hương, tỉa chân hương và sau khi lấy chân hương thì không nên ném loanh quanh mà phải gói gọn lại cẩn thận, mang thả sông đang chảy vào giờ Tý, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Sau đó cắm lại 12 nén chân hương theo nguyên tắc. 3 chân hương đầu cắm đợt 1, khấn niên niên thị hảo niên, nghĩa là cả năm đều tốt.
ba chân hương cắm đợt 2, khấn nguyệt nguyệt, thị hảo nguyệt, nghĩa là tháng nào cũng tốt. Ba chân hương cắm đợt 3, khấn nhật nhật, thị hảo nhật, nghĩa là ngày nào cũng tốt. Ba chân hương cắm đợt 4, khấn thời thời, nhị hảo thời, nghĩa là lúc nào cũng tốt. Thắp nhang đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người Việt. Nén nhang được thắp lên khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh, an yên. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp quý gia chủ thực hiện nghi lễ thắp nhang hàng ngày tại nhà thành tâm và kính cẩn đối với ông bà, tổ tiên trong gia đình mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo.